Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 tại công văn 452 về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua một năm triển khai công văn 452 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện đề án 06 cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn. Mục tiêu là triển khai có hiệu quả đúng tiến độ. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế được nêu ra. Tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế chính sách vẫn chậm so với yêu cầu. Phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập, chưa khắc phục được tình trạng manh mún, cắt cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng, quản lý thuế, nhất là thu thuế với dịch vụ livestream, thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống ở các địa phương còn thất thoát. Công tác tuyên truyền về triển khai đề án 06 chưa được thường xuyên liên tục. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong công tác thực hiện đề án 06, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và chỉ thị số 18, đồng thời đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Trên cơ sở phân tích các tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm. Chỉ bàn làm, không bàn lùi, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung. Thứ hai, đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc, quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, cung cấp cho người dân. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành địa phương. Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử. Thứ năm, các bộ ngành địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động ra soát khắc phục hiệu quả 6 nhóm vấn đề hạn chế tồn tại, khuyết điểm như báo cáo của Bộ Công an đã chỉ ra, có lộ trình thực hiện hiệu quả.